quan đến vụ ngộ độc sau khi uống sữa làm hai người tử vong, một người phải nhập viện điều trị tại xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang đã bắt khẩn cấp nghi phạm để điều tra. Theo điều tra ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 14 tháng 10, bà Phạm Thị Phấn, 83 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, phát hiện con ruột là ông Phạm Văn Yên, 45 tuổi, nằm chết trên giường. Đến 22 giờ cùng ngày, con gái của bà Phấn là Phạm Thị Mỹ Cơ, 53 tuổi, pha ly sữa cho mẹ ruột uống. Khoảng 5 phút sau khi uống sữa, bà Phấn có biểu hiện tức ngực, khó thở, nôn ói và chết trên đường đi cấp cứu. Gia đình nghĩ ông Yên và bà Phấn mất do bị bệnh lý nên không trình báo công an. Tuy nhiên, đến khoảng 4 giờ ngày 15 tháng 10, tại đám tang này, ông Phạm Minh Tân, 55 tuổi, con bà Phấn cũng pha 150 mg sữa uống từ hộp sữa mà mẹ ruột uống trước đó. Khi uống được khoảng 50 mg sữa, ông Tân bị nhức đầu chóng mặt, nôn nói nên được đưa đi cấp cứu. Sau đó ông Tân được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng rất nặng, tổn thương gan, thận, phổi, cơ tim và phải lọc máu hấp phụ và nay đã xuất viện. Nghi vấn các trường hợp trên bị ngộ độc nên cơ quan công an khẩn cấp vào cuộc. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết quả giám định các mẫu vật thu tại hiện trường và kết quả điều tra, cơ quan chức năng đã xác định con ruột là ông Phạm Văn Yên và Phạm Minh Quốc có liên quan đến vụ việc. Tại cơ quan công an, Quốc khai nhận từ khi lên 6 tuổi do cha mẹ ly thân nên Quốc và hai em về ở với mẹ bên ông bà ngoại tại xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè. Năm 2021, Quốc bỏ học và cùng mẹ làm vựa trái cây của dì ruột trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Khoảng 2 năm gần đây, vào buổi tối, Quốc về ngủ tại nhà của bà nội và cha ở xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè do ông Yên nghiện rượu, nhiều lần Quốc khuyên cha bỏ rượu thì bị ông Yên chửi mắng, Quốc nảy sinh ý định giết ông Yên. Vào tháng 8 vừa rồi, Quốc quen một đối tượng tên NBD, 39 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè và người này có thuốc bả chó. Ngày 13 tháng 10, Quốc cùng em ruột đến gặp ông Đê để xin bả chó về thuốc chó hoang. Sau đó khoảng 23 giờ cùng ngày, Quốc lấy thuốc bỏ vào hộp sữa trong nhà mà bà Phấn và ông Yên hay uống.